Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận Hò khoan lệ thủy là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của Quảng Bình. Hò khoan lệ thủy là sản phẩm văn hóa tinh thần vô cùng quý giá của người dân lệ thủy trong trường kỳ lịch sử mở làng lập ấp, phản ánh cuộc sống lao động sản xuất, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, chinh phục thiên nhiên, vượt qua gian khổ của người dân để cùng nhau tụ cư và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn đây là một loại hình văn hóa dân gian độc đáo phản ánh mọi mặt của cuộc sống diễn ra phong phú mọi lúc mọi nơi thể hiện tâm hồn trí tuệ khát vọng của người dân lệ thủy góp phần làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật dân tộc việt nam hò khoan đã và đang được đưa vào giảng dạy tại các trường học ở lệ thủy cũng như bắt đầu trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo ấn tượng thu hút khách du lịch